ở trên Đức Trọng Lâm Đông, có quán cà phê view đẹp thật anh em ạ. Rồi người ta có cho ngồi không mà vô ngồi tính queo vậy không? Đẹp thật anh em ạ. Đúng là ở Đức Trọng Lâm Đông, khí hậu rất là tốt, nhiều cái quán cà phê view rất là đẹp luôn. Có khu vui chơi giải trí cho trẻ em nữa anh em ạ. Đẹp, nói chung quán đẹp. Có hồ cá coi nữa, để mình quay hồ cá coi cho anh em xem nhé. Trang trí đẹp phết. Đây. Tôi đó đói sao anh Tuấn nhỉ? Nè, đi nó đói ha. Cá coi nó vậy. Không con nào giống con nào. Dạ. Đẹp chị ha. Được trong vắt ấy. Con này nè. Con nào con đỏ to phết đấy chứ bố. Bên này thì ít hơn. Quán đẹp. Quán cà phê Ngọc Ngân đây em ạ. Thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đông. Úi nó quá này. Đẹp phết. Dù đẹp anh này. Dù đẹp. Đẹp không con? Con thích cá không? Thích cá lắm. À thích cá. Đẹp quá anh em.